Hello, chào cả nhà nha. Quá trời con lớn, con gái lớn, gái nhỏ, gái út, gái bé. Năm gái lớn, năm gái nhỏ lên hết luôn nha cả nhà ơi. Đó, đây là chị Quyền, chị Thư với dì Cầm nha. Quay mẹ đi, mẹ Quyền ơi. Lấy đèn cho ông bà, lấy đèn cho ông ơi. Đâu có hai ô lai đâu mà lấy đèn chi. Lấy đèn đi, lấy đèn mà ngủ đi. Lấy tối đi. Lấy cho bà đừng xào lao mà. Ông lấy được. Bà chửi đó nha. Đầu quá nước mắm thơm ghê luôn á. Ở đây chị Quyền lên chảnh chơi anh nhành chú Nguyễn vô không chị? Vui lắm. Đó, gì chứ nghe chưa? Mày chứ không vui. Gì chứ lên chảnh không có lúa. Uống xong cái dao còn uống nước suối. Ủa vụ gì mà Tuấn Nguyễn nói em bên nhà vậy? Thì đâu có biết đâu. Nói gì chứ. Nghĩ ca nhắn tin là dậu ơi em bớt nói Tuấn Nguyễn lại đi. Chị mất công, mất hình tượng mình. Hồi nãy Tuấn Nguyễn nói buồn em đó. Thôi dù gì nó cũng bớt với mọi người. Giờ nói giờ bà tiếp nói gì nói mình quay đừng nói Tuấn Nguyễn nữa. Mất công, mất hình tượng. Mình là quân coi mình không ra gì. Chị qua đó. Kìa hỏi gì chức kìa. Gì chức ai Tuấn Nguyễn đang nói con gì bẩn vậy? Không có nói gì nữa. Đây quay qua tranh luôn rồi. Đâu qua đây em nói chuyện với coi nè. Em nói cho mọi người nghe nè. Hôm em không hề nói gì danh gì về một tiếng gì mà anh Tuấn Nguyễn á. Em có kêu là kêu bằng ông thôi. Nhưng mà ví dụ anh mà Thư mới nghe kỹ nè, để nghe Thư nghe anh nói nè. Nè lúc này anh nói cho em nghe nè. Anh là lúc nào livestream á, mấy cái bình luận của khán giả anh đều không bao giờ bỏ sót hết. Thứ nhất, thứ hai, có những anh chị bình luận lên người ta kêu là thằng Tuấn Nguyễn, như là nó Tuấn Nguyễn lại đọc cái bình luận nó lên thôi. Đọc nguyên câu văn đó thôi, có nói là đầu nó Tuấn Nguyễn là nó đâu. Chỉ là Tuấn Nguyễn nói vậy thôi chứ em. Anh rất là tôn trọng anh Tuấn Nguyễn nhưng mà Tuấn Nguyễn nói câu đó là anh hơi buồn. Hay là bữa nào anh nói là anh sẽ nào điện thoại nói chuyện với anh Tuấn Nguyễn. Trời ơi, anh Bảo xuất hiện luôn cả nhà. Trời ơi, anh Bảo bên kia chơi chưa đã rồi qua đây chơi kế của anh. Nè bây giờ hỏi anh Bảo nè, nãy có anh Bảo có mặt ở đó nè anh Bảo. Hồi nãy á là chị không biết mà chị qua rất là trễ. Ấm đèn đi, quẹn, nó đâu có đi được. Chị qua nó 4 giờ. Ở đó giờ em không bao giờ nói anh Tuấn Nguyễn là nó, em kêu bằng anh thôi. Hay em một là kêu bằng anh, hai là kêu bằng Tuấn Nguyễn. Chứ là không bằng ông. Đọc like mấy cái like bình luận của anh vẫn có những người ta nói có những ai vậy như là có người ta bình luận vô người ta nói ghi là thằng Tuấn Nguyễn nó xạo lắm. Hồi sáng tao điện nó nè, hồi sáng tao điện nó nè, tao nói thẳng luôn, tao người ăn ngay nói thẳng nè, tao chửi nó nè, tao nói hả thằng Tuấn Nguyễn mày không có đàng hoàng, mày bữa nay á là mày khai trương sao mày không mời tao, má mày nói mày khai trương mày đi, em đi khai trương em không có tới nghỉ là em tổ chức trong nhà em ăn. Mà mày khai trương á, thường thường mày ăn nhậu hồi xưa giờ á, mày ăn mày mời tao, cái gì mày cũng kêu ghéo tao á, giờ mày không mời. Hồi sáng đi nguyên một nhóm đúng không, đúng ra là tao cũng quay trên trong clip, đúng là con người lịch sự hết nhau hết á. Tao ăn ngay nói thẳng, chị Thương hả, có ai đi qua mời qua nhà Tuấn Nguyễn chơi hay không? Không có ai mời hết. Mày nghĩ coi nếu mà giờ tao không đi qua Campuchia á, chơi á, là tao ngày nay á, tao giàu á, đủ má con nào cũng nâng tao lên đó. Bây giờ tao hết tài sản, hết tài năng, nói thẳng là tao ăn ngay nói thẳng. Chị nói em đúng không? Chị nói thẳng. Đương nhiên, mà trong khi clip là 2 năm nay là clip hưng cần có, người nào cũng quay, người nào cũng có hết trơn á. Không bây giờ mời, cái sáng á tao mới nói Tuấn Nguyễn. Ủa mà mày khai trương mày kêu chị đi làm mà sao mà ý tại nó nói là qua năm á em đi kêu chị đi làm với em. Mà nếu mà đi làm á thì nó khai trương phải có mình. Mà sao mà khai trương nó không có mình. Cái xong rồi chị dắt giờ có rảnh không, chị đi qua bên em chơi không, ăn té già cái ngọc tao cũng không ăn, nó thẳng luôn. Ủa hồi sáng tao có kêu bà tao á, tao ăn phải ăn á té già cái ngọc tao cũng ăn nữa. Ăn phải là phải mời đâu ra đó tao mới đi, chứ không phải mà kêu ngang tao đi đâu. Mà điều tao nói cho mày biết thôi, tao nói nè, nói thẳng ra cũng hả hơn trăm cũng hết vụ ba tiền tao cũng vậy nữa. Tiền của tao với hơn trăm là đang làm gì đàng hoàng mấy đó biết. Hưng Trần làm gì biết, kêu xin trả nhỏ tháng 30 triệu, vài triệu đi, 20 triệu đâu có. Tao quậy rồi, bắt đầu tao quậy tới luôn cho mày coi nè. Cái thằng đó đéo quá tao tốt đâu, thằng nào đéo thằng nào tốt hết á. Chứ đừng nói trách thằng dậu, trách thằng này, trách kia, không có thằng lồn nào tốt hết á. Ủa má mằng ăn á, tiền của tao với Hưng Trần nè, thằng Tuấn Nguyễn nè, làm ăn sao nó biết. Má kêu trả tháng mấy triệu hả. Mà trong khi mà mình đóng lợn tháng 30 triệu á, nói gian ra hả là ba ngày này á đi chùa đi miễn quốc bóc bắt ra tôi mà tương tháng trả mấy triệu, có thằng nào tốt không, nói chung luôn á.
Ờ vui vẻ đi chứ, sao vui vẻ đi chứ. Trời ơi. Quay thân, ở đây. Lúc này có thân không? Đây. Đây đi. Lớp mắt. Lớp mắt. Lúc này có thân không? Đi chờ, tao ở ngoài mà mẹ bảo xỉn rồi kìa. Lúc này nó tưởng là ngon lắm. Nó ngon lắm mà. Ảo cả luôn trời kìa. Chơi bạn đều biết hiểu với nhau, thử coi ai tốt ai xấu biết. Em tốt nè. Em tốt, cho trai tốt ai cũng giành đó, phần phải. Tốt rồi. Đó, vui vẻ đi. Mà chồng đó, Nguyễn Thái mấy tháng trời luôn á, cả tháng mấy, hai tháng trời luôn á, tiền giữa mình với Tấn Nguyễn á, không bao đời nào nó nói là xin trả nhỏ, không trả nhỏ. Cái kêu cho trả nhỏ tháng vài triệu đi, thằng Bảo cũng chơi trả cho, sao trả 20 triệu, sao trả nổi thôi, chơi trả nhỏ đi. Là mà trong khi đó mình với nó bằng ăn chung rồi sao tiền bạc nó biết. Đi cầm hết bạc trăm triệu đưa cho nó. Cái này kia mà không bao giờ mình lên clip mình nói, mà không bao giờ nó nói luôn. Bữa nay bất xúc nó không tôn trọng tao, tao cũng tôn trọng nó. Tao còn nói á, tao mà chờ cho tao có tiền á, là tao cho nó mấy chục triệu, tao bao qua mấy chục triệu á, đóng lời cho nó luôn. Tại từng nó cho tao cái lỗ mũi thì tao phải trả ơn nó bằng hơn cái lỗ mũi đó nữa. Cho là phải quân tử nè. Trời, tại trời không cho có duyên cho ăn thôi. Cái năm xui tao năm 33 tuổi tao xui thôi. Trời không có ai quân tử đâu, mượn 10 triệu còn không cho nữa. Chứ đừng cho mấy trăm triệu. Đắp sữa đi chùa đó, tụi em đi nổi rồi. Trời nói về nó, vụ về. Sao bây giờ thì show bức xúc vậy nha, được hợp lý không? Đi! Không, bây giờ phải quan trọng gì chức này chứ, thấy gì Sương nói sao? Sương nói vừa đúng không? Lấy! Vô! Không dám à. Nó này còn thân không chức? Nghe câu này khoái lên. Gọi ông Hành, mai quất đi luôn chắc. Ờ, chơi luôn, được chơi luôn. Đi xã nghiệp liền. Đi xã nghiệp liền luôn. Mai khỏi khám sáng chó gì đó. Khỏi khám chó sáng mèo gì đó, sáng ngủ thôi được rồi. Con đi làm mà. Báo hôm trước đi, muốn đi thì phải báo con để con sắp xếp chứ đâu cũng muốn đi đi. Không cứu quá. Kêu ông bà em canh cần cơ coi. Đi nào xin đi. Đâu không có về chung với Bảo quá. Xin đi cùng một báo với con tí. Rồi. Tại con sắp xếp con đi làm mà chứ không. Nè dưới. Con đi rồi. Ờ ơi. Là mùng 10. Buồn quá đủ quá con kỹ thôi á. Đó bà tỉnh nọ đó. Đi dậy kia lên. Xạo cái sợ bà hốt bốn mà hỏi muốn chết luôn à. Nẻ hết luôn á. Chắc là em giữ mong bốn cái rồi chắc. Thôi bỏ đi đó rồi. Thôi kệ. Em nói thật em bất xúc rồi, bà hỏi là tiền ai bỏ ra có bất xúc hay không. Bà hả nó chen vô cứ trả thắng mấy triệu đi. Tháng đó mình mượn tiền tháng nó mấy tháng nhiều tiền rồi. Gì chứ, cái này còn thân không? Mày đấy nha. Ôi, chỉ 20 triệu còn cho mượn á. Nhỏ đéo có đồng bạc còn không cho mượn á. Mày làm xạo. Nè, giờ má chồng không? Má chồng hỏi chứ còn thân không kìa. Dạ em là một người nông dân. Ôi nhìn nghe nhìn có còn nhìn nó còn thân không? Dạ là ăn chỗ thôi, bỏ rồi, bỏ qua nó rồi nó để cho cái cháu này ồn mà hoài lắm vui vẻ đi. Tụi nó sẽ vô vậy á, quýnh luôn á chứ đừng nói vẫn chơi luôn á. Thôi bữa năm mình chịu quá rồi. Nói chung là em sẽ đính chính lại bữa để bữa nào bữa bụng hai bữa đây, em livestream rồi em sẽ đính chính lại cái vụ mà Tuấn Nguyễn nói buồn em gì vụ gì nha mọi người. Sẽ là làm hẳn cái vấn đề này luôn. Đó anh Bảo có ý kiến gì không anh Bảo? Ý kiến gì không mà ngồi cười như ai như vậy? Hơi như anh bị cậu quá nhập ma. Nè Khai Vinh Bảo cười anh Bảo giúp ai gì chứ con ghé đi khai khến cứ Nguyễn đi. Cầm lại của ông Bảo rồi. Ghé thằng Tuấn Nguyễn rồi. Thành nữa. Còn thiếu. Bây giờ á thằng Bảo nó thương con cầm. Đầy đủ dân võ bao quanh. Tuấn Nguyễn cũng con cầm. Em báo cáo với chính quyền hôm nay là rẽ thần tài vô vẻ. Má hết pin luôn rồi.
má đi về hết hai chỗ lát chắc hai đứa gái ta đi vô má hết luôn rồi đi lo cho bản tiếng đi rồi bả đánh hết luôn bắt đầu đi công việc rồi đi bả bị con về vợ vợ nhà nấu cơm rồi về nấu cho hai thằng đứa gái cho đỉ đi công chúa trời con có vợ còn còn ra ngoài chơi ai biết được mày chơi mày lấy quần clip ta qua đâu vô đây đâu với ngơi sắp xếp lên 18 dưới dưới ở dưới á mình đi xuống dưới ra đi chùa từ ra Bến Tre xem chùa của mình đi vậy? Hả không chùa này là ra nó lên lắm gì chùa à chùa đó lúc trước đó lúc trước con có đi lần rồi đó đi khuya á đi giấc khuya á giữ làm được thì lâu mới chịu em đúng rồi em có đi rồi em thấy giống như thầy em thấy luôn á em thấy giống như thầy thấy lưng lắm em lạ xong mẹ rung lên á mẹ rắc luôn á em đi rồi lúc đó em có chùa em đúng rồi 12 giờ đi đúng rồi đúng rồi ngay một cái giờ liền á đúng rồi anh đi hủy ra như xíu nhà chất ở dưới đó có ai đi chùa á đây là nghe quận 10 mình nè nghe xuống dưới đi chùa đem dương bên cái bình bông giái cầu nguyện là tại cái tâm chưa tốt á ngã bình bông xuống ngay trước mặt mẹ luôn ngã xuống luôn bữa ta kể có người thấy mẹ quan ông bay cái bay cũng thấy cái này chứ coi trên phim thì có bay bay thấy mà thấy mẹ rung lên à, mẹ là vậy vậy chị thấy bay rồi má chồng ơi gì chứ nhìn thấy má chồng bay mẹ tám mày đừng bay giống mẹ quan âm nha 18 giờ 9 giờ tám 18 giờ 9 giờ tám cấp xếp 18 giờ đây con mày 9 giờ bà sáng mày chỉ nói giống như đúng rồi ôi chứ giờ ngồi thanh thản nha qua bển không được cắt về về đây chủ yếu vui vẻ nha cả nhà không có gì nha mùng 10 dưới con tài quan hỷ nha bữa nay chứ có mua cá lóc đúng không bởi vậy mày không cúng mà. Đúng rồi có kiên có kiên có cử có lành mà hồi nãy gì quý á nguyên đem nguyên cặp ông địa thần tài qua đây luôn á mới vô được năm xị luôn á trời ơi ông địa thần tài đâu vậy quán bà châu á đem qua đây luôn trời ẩm của quán bà châu à qua đây vừa qua cái là có năm xị liền luôn mày cho qua lấy lại Việt Kiều Việt Kiều qua nay mà không qua bển thì bà có tiền Việt Kiều nhiều rồi bị dớt quá trời mất hai mối khóc đi chứ ơi ai khóc nổi đâu này bây giờ vé số vừa cũng ai lại được luôn anh Bảo ai cỡ cũng được đó đó anh Bảo này xuất hiện lại nha cả nhà bữa giờ quay mặt Bảo xịn lại bà Bảo hát thử câu đi anh Bảo à. Dạo này anh Bảo cũng chịu đóng vai ác ha tưởng về nhà ngủ rồi cũng còn đi ra đây cũng không tới thì sao bây giờ anh Bảo cũng qua đây chủ yếu là vui vẻ giải trí nha cả nhà đó chị Hư chị Quyền cũng qua đây chơi nữa nói giờ má chị Chức nè là nằm ngủ nha má chồng ngồi à, kết thúc clip đây nha hẹn mừng clip sau nha cả nhà bye bye năm phút nữa có gì phút nữa có à? Ai đóng ai đóng tắt máy xong rồi có cái gì quay tiếp nữa vui vẻ hoan hỷ nha cả nhà ơi bye bye.